I love you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi lại nhân vật Lucky Guy. Một nhân vật rất là vui. Thực sự rất là vui. Có thể cosplay, có thể là biến thành những người khác khi mà các bạn ước, đúng không? Mà tỷ lệ ước của nó sẽ ngẫu nhiên thôi, chứ không phải 100% nó sẽ ra vật phẩm như bạn mong muốn. Và dĩ nhiên là khi mà mình chơi nhân vật này thì mình luôn luôn là mình sẽ chọn điều khiển của robot là đầu tiên, sửa gần máy và sau đó là vứt con robot đó ở gần cổng. Chiến thuật của mình là vậy, thường là vậy. Còn ở giữa thì mình cũng có thể là mình sẽ sử dụng thêm những cái khác như là súng đi cứu người hoặc là nước bông vậy thôi. Ước mà ra quả bóng là thấy buồn. Hỏi Rewick. Ôi lâu lắm rồi mới thấy Rewick đây. Ủa nó đâu rồi? Trời ơi, hầu kìa trời. Nó vẫn đang đi theo mình ấy. Ủi chó. Đây lấy bóng chạy nè. Chó không? Ui nó vẫn đi theo kìa. Chạy đến xa như vậy rồi mà con chó vẫn đi theo được. Tài thật đấy. Rồi thôi xong chết tụi rồi. Đầu ghê. Hầm ở trong nhà nhỏ nha. Tôi thấy cái hòm nó nằm ở dưới kìa. Đó. Chạy ngay vào luôn. Giờ khéo khi một con chó nó cắn cho mình xỉu mất. Nó vẫn đang đi theo nha. Nhỏ này vẫn đang đi theo mình. Đó. Bắt đầu lại chó nữa. Trời ơi. Chó đâu? Ui. Đây lừa mình à trời. Bạn quá đáng lắm luôn á. Ui. Không có bấm robot được luôn. Con chó nó cắn nó khóa hết kỹ năng lại. Không sao nha. Máy nổ được 2 cái rồi kìa. Nó cậy không sao. Lâu lắm rồi mới được gặp Rewick vào trong cái chế độ này. Nói chung là thấy từ khi giảm giờ chả ai chơi. Mình còn chả chơi nữa. Gì mà chưa tạo hầu rồi nó chạy hết rồi. Xong rồi có những cái mà còn không kịp tạo hầu nữa. Thật sự. Yeah, chó nữa. Khóc mọi người ơi. Hay quá vẫn cứu kịp. Trời ơi. Con này chấp niệm. Nó chấp niệm mình kinh khủng luôn. Đây, giấu robot đây. Rồi. Quá mệt. Thật sự. Nó yêu thương tôi dữ gì quý vị. Khéo khi cứu lần nữa máy nổ đùng đùng phát thắng luôn. Đây là được. Nay được mấy con ả này nó cho mình lên đĩa nó xào. Ai làm gì trời? Ai làm gì mà gõ đầu người ta vậy trời? Cứu bé. Còn một máy cuối hả? Ui may quá chó cắn hương sư rồi. Quả đấy mà chó nó cắn mình nữa chắc mình cũng xỉu luôn á. Trời ơi. Yeah nổ máy rồi. Ngồi ghế không có cai được 5 máy. Mọi người thấy nó lạ kỳ không? Quá trời là lạ luôn. Nhưng mà trên tay mình vẫn đang có hầu, khổ vậy á. Đấy mọi người có robot xong mọi người cứ vứt nó ngay cổng xong bắt đầu kêu nó đi sửa máy, quá ngon luôn. Giờ kiểu gì nó cũng sẽ soi được mình thôi. Chị Thỏ Ngọc nè. Tim đập. Gì vậy trời?
ôi đôi mắt đẹp ghê á. Ui thôi thôi thôi, đừng đánh coi. Khiếp khủng luôn ấy, căng thật sự. Yeah. Ôi thôi, ôi giời ơi. Ôi giời ơi, một đứa ở trên lầu, một đứa thì ở dưới. Biết đi đường nào. Ở đâu rồi? Đai là đai mà. Tên của mình đã bị ghi vào trong sổ đét nốt. Thôi thoát đi đào vàng ơi, để mình còn đầu hàng luôn chứ xong. Bây giờ nó giết mình rồi sao mà chống cự được. Quá khổ, tôi quá đau đớn. Nghĩ sao mà đuổi tôi từ đầu game giờ, nó không tha luôn. Trận đầu như thế này làm sao mà chạy được. Ok, vậy là mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha. Đừng chuyển kênh, chứ chuyển kênh sớm tôi buồn. Ok, mình quay trở lại trận đấu thứ hai đây. Và cũng mong là đừng có như hồi nãy nha. Chứ chơi từ đầu đến cuối chả được lượm cái gì khác ngoài cái bóng chạy mà cũng chẳng bằng con chó của nó nữa. Nó đi nhanh quá luôn. Thôi, lại đồng hồ. Xu ghê. Giờ ước lại nữa nè. Chung quy là Lucky Guy sửa vầy thì sẽ được nhiều người chơi hơn. Lâu lâu mình có đi vài trận Hunter đi trong rank thì vẫn thấy nhiều bạn chơi Lucky Guy theo kiểu nhiều huy hiệu lắm. Nhìn mà nể luôn á. Mình thì mới cái hôm đầu ác mộng á, ra mình cũng được top trăm mấy chứ bộ. Giờ một buổi tối ngày hôm, có nghĩa là trưa nay mình chơi là mình đạt được top trăm mấy nha. Nhưng mà đến buổi tối là mình không biết mình rơi vào cái top nào luôn. Top mỡ. Tại vì là nhiều người chơi, mình chỉ chơi 3 trận lấy cầu thôi. Còn họ chơi được, họ chơi full time luôn. Chơi hết cái giờ rank, xong có giờ rank tiếp và chơi tiếp. Đó, cho nên là điểm của mình giờ nó cũng đang chuồng gà. Kinh thật đấy, bây giờ cái con ác mộng đó cũng gần, có người gần 10.000 điểm rồi. Không thể tưởng tượng nổi họ chơi cái kiểu gì. Mà nó mới ra, mới cho vào rank đây, cách đây cũng đâu có được lâu đâu. Mới đây luôn. Đó, bây giờ bé yêu của mình sẽ đảm nhiệm cái vụ sửa máy này. Ở đây thì ước đèn pin cũng rất là hay ha. Mà trong trận đấu này gặp Galati thì nhiều khi chứa đèn pin cũng sợ. Giờ đi cứ ước súng xong đi cứu người nè. Lát nữa 1 giờ là mình ghi rồi nè. Nói chung là cũng rất là lo lắng luôn. Nhưng mà chơi nó vẫn cứ chơi. Khổ thật đấy. May sao. Ôi hay quá. Đây tới nè. Để lấy cái đồng hồ lắc trước. Hay. Chỗ cái hitbox của cái nhỏ Galati này nó cứ bị cong cong á, nhìn nó ảo nhờ. Rồi để mình lên đây mình lượm cái súng. Mãi đi cứu người quá, không có chỉnh cái máy cho nên là nó cứ bị hụt hiệu chuẩn hoài à. Đâm ra là cái con robot của mình nó mất rất là nhiều năng lượng để có thể sửa xong cái máy này. Không biết là có chạy kịp ra cổng không ấy chứ. Không biết hương sư đi đâu rồi. Nhỏ này đó, tất cả mọi người chỉ khác với chân đánh một cái là lên ghế là không có dùng được robot thôi. Vậy cho nên là khi mà mình dùng thì mình cũng phải cố gắng sao giữ cái mạng sống của mình. Chứ mình mà lên ghế thì bó tay luôn. Hoặc là mọi người cũng có thể lượm có những cái trận đấu mà có Mechanic ở trong thì mình có thể lượm robot cho em để em có thể tự điều khiển luôn. Không được mọi người, không có được, không đủ năng lượng luôn á. Rồi cứu nè. Nhấc lên. Ok. Xuất sắc. Ca thêm một xíu nữa là được á. Ui, sao giờ tượng nó gớm thế?
Mình cũng không biết là chiều nay cũng mấy giờ thi xong. Lâu lắm mọi người, thật sự lâu. Vô bắt đầu là mò số phòng chứ, xong rồi chờ đọc tên, còn rề ra nhiều cái lắm. Mình thì lúc nào mình cũng muốn thi khoảng thứ 2, thứ 3 ấy. Tại vì muốn thi thi sau sau một đứa như vậy để mình lấy, mình học kinh nghiệm thôi. Chứ nếu như mà mình trông chờ nhiều cũng thấy mơ hồ lắm. Mấy cái đồ này mình không biết là chọn cái gì luôn. Giờ chỉ u mê vào bà mỹ nhân cứu thôi. Trời ơi, kim tim. Ôi hương sư đai rồi, giờ phải chờ mỹ nhân giật sọ được không trời. Chơi ông này nó chỉ được cái búp thêm một vật phẩm đầu game, chứ mình thấy đi lục hòm giống như những đợt trước ấy, tốn cũng khá thời gian ấy. Vậy cho nên là thấy cũng chơi thì cũng kiểu nhiều người dị ứng với cha này cực kỳ luôn. Thứ hai là cái ả bán đồ chơi. Nhiều ả chơi mà lục hòm nguyên một trận đấu luôn. Nhưng mà ngày xưa thôi, chứ làm gì bây giờ nữa. Ok. Thôi đi rồi. Nhưng mà bạn nào chơi mà bị Hunter đuổi ấy, mà cảm thấy là đủ khoảng cách để có thể chạy này, thì có thể là ping lên tập trung giải mã luôn cho đồng đội Ram luôn, để cho người ta đỡ chờ. Thứ hai là mình đang nửa với dự nửa máu đi, thì mình cũng đầy máu, mình chạy cũng rất là nhanh. Chứ để chờ gục xong bắt đầu mới Ram thôi, rồi nó kiểu tốn thời gian, với nhiều khi cổng mở cũng không kịp luôn á. Mình cảm giác mở được, cai được, tập trung giải mã, focus luôn. Focus, decoding luôn. Ồ cái view này đẹp quá nhở, chắc mình cắt ra để mình làm thâm quá. Eo ơi, cái mặt ông này lúc mà mình xịt xịt sao mà giống như ai ăn cắp gì của ông. Nhìn quả ông kinh khủng luôn. Thôi dô xem drama của sĩ Hương Sư. Trận này cũng sướng, chứ không phải như trận nãy bị ả rung quýt đuổi từ lên, từ trên bờ xuống ruộng, mệt. tượng liền là có thật. Ok, vậy là mình kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau, và chúc các bạn có một buổi sáng thật là vui nha. Bye bye.